Chào các bạn, hôm nay thì công cụ tốt sẽ giới thiệu các bạn về yêu cầu bóc hộp của một cái chiếc kéo Nhật xịn được nhập khẩu như thế nào, và các bạn sẽ sử dụng cái video mà các bạn bóc hộp để làm cái bằng chứng là đã mua tại công cụ tốt, và công cụ tốt sẽ có trách nhiệm bảo hành với các bạn. Thế thì đầu tiên về cảm quan sản phẩm bên ngoài, các bạn sẽ thấy là nó đầy đủ các cái yếu tố theo quy định của quản lý thị trường Việt Nam, gồm có tem giá, tem nguồn gốc xuất xứ. Trên tem nguồn gốc xuất xứ thể hiện rõ là đơn vị nào xuất khẩu, đơn vị nào nhập khẩu từ bên Nhật. Nhập khẩu là bên công ty tốt rồi, và xuất khẩu sẽ là một cái công ty mà chúng tôi nhập bên kia. Tên tiếng Anh và tên tiếng Việt theo yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ bóc hộp cái này. Các yếu tố yêu cầu cần thiết là, đầu tiên khi các bạn nhận sản phẩm thì các bạn sẽ phải thấy là nó đầy đủ cái màng co để đảm bảo là chiếc hộp này chưa bao giờ được mở. Và bây giờ chúng ta sẽ bóc hộp. Tôi sẽ bóc hộp chiếc cái sản phẩm này. Đó là một cái cây kéo nhỏ. Đây, màng co sẽ bóc đi. Các bạn sẽ thấy như này. Đấy, sau khi màng co bóc rồi chúng ta sẽ bóc hộp ra. Đấy, khi mở hộp ra thì đối với các chiếc kéo Nhật mà công cụ tốt phân phối ấy, bắt buộc bên trong phải có số series và số xuất khẩu, hay nói khác là giấy chứng nhận xuất xứ được in màu, có dấu của nhà máy tại Nhật Bản đóng ở đây, có số hiệu của hải quan Việt Nam cấp. Ví dụ như chiếc kéo này, các bạn sẽ thấy là được chuyển về địa chỉ 87 Tân Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được đi qua cảng Hải Phòng, có ngày giờ, ví dụ như ngày 2 tháng 10 năm 2022, các hoa văn phải còn nguyên. Đó. Thì chiếc kéo này sẽ được coi là một chiếc kéo hợp lệ và chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo hành nó theo quy định của hãng. Đấy, bên trong thì các bạn cầm sản phẩm lên, đấy, thì các bạn sẽ phải thấy rằng là sản phẩm vẫn còn nguyên, được chưa? Có cả những cái tem từ bên Nhật như của nhà máy xuất xứ đó. Thì nếu như trong quá trình các bạn bóc ra mà gặp những cái hư hại gì mà không đúng như mô tả thì chúng tôi sẽ đổi một ngay lập tức cho các bạn. Đây, các bạn thấy này, dầu bảo dưỡng vẫn còn nhá, trên giấy vẫn là các tem Nhật, chữ Nhật nhá. Đó, và các bạn sẽ bóc ra, các bạn sẽ xem rõ ràng cảm quan, thì khi đó thì sẽ được bảo hành. Đây, giấy hướng dẫn của hãng, ví dụ đây là của nhà máy Toyama Hamono, tiếng Việt có nghĩa là dao kéo Phú Sơn đấy. Đấy. Đó, khi mà nhận được video như thế này thì chúng tôi biết chắc chắn là các bạn đã mua của chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo hành. Cảm ơn các bạn.